Bộ phim nói về gia đình phú hào Đường Nhân Giai với chủ cửa hàng bán hải sản và bào ngư. Đường Nhân Giai do Hạ Vũ đóng, có vợ là Lăng Xảo do Lý Tư Kỳ đóng, cùng con trai nuôi Đường Chí An do Trần Hào đóng, con trai Đường Chí Dực do Huỳnh Tông Trạch đóng và con gái Đường Chí Hưng do Trần Pháp Lạp đóng. Em vợ Nhân Giai là Lăng Ly do mẹ Tuyết đóng, quản lý sự nghiệp gia đình họ Đường đâu vào đấy. Đồng thời, cô cũng giúp anh rể giữ kín một bí mật kinh hoàng. Một khi bí mật bị phanh phui thì hạnh phúc gia đình của họ Đường sẽ không thể nào cứu vãn được. Khi Lăng Xảo phát hiện mình bị ung thư, bà đã nhờ Vương Tú Cầm do Quan Cúc Anh đóng chăm sóc chồng mình nếu chẳng may bà qua đời. May mắn thay, Lăng Xảo đại nạn không chết. Tú Cầm nghĩ mình không có quyền lợi hợp pháp trong gia đình nên cùng con trai đà Đường Chí Hoang do Lê Nạn Ý đóng đã gây nên nhiều chuyện sóng gió. Bên cạnh đó, chuyện tình tay bốn đầy gắt gói giữa Đường Chí An, Thường Tại Tâm do Chung Gia Hưng đóng, Trình Lượng do Lâm Phong đóng và Thủy Minh Hà do Mông Gia Tuệ đóng. Ngoài ra, Đường Chí Dực vì muốn cưới người đã có một đời chồng là Trác Lệ do Dương Di đóng mà đã gây nên những mâu thuẫn trong gia đình họ Đường. Những gắt gói này sẽ được giải quyết như thế nào?